chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Chiều nay 22 tháng 2, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo định kỳ và theo quy định. Cụ thể, kể từ 15 giờ hôm nay, giá xăng RON 95,3 giảm 320 đồng một lít, xuống còn 23.599 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 356 đồng một lít, xuống còn 22.475 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 451 đồng một lít, còn 20.910 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 300 đồng một lít, còn 20.921 đồng một lít. Chuyên dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 23 đồng một ký, lên 15.929 đồng một ký. Ngày 22 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân để đưa ra xét xử bị can Nguyễn Thị Loan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimax trong vụ án sai phạm trong đấu thầu quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Liên quan tới vụ án trên, năm 2023, cơ quan công tố đã ra bản cáo trạng truy tố 9 người. Tuy nhiên, cơ quan xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung xem xét trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan. Tới nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng mới truy tố thêm 2 bị can. Cụ thể, 2 bị can bị truy tố mới gồm có Bùi Thị Thanh Huyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360, khoảng 3, điểm C, Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng mới ban hành, quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức đấu giá khu đất phía đông nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Các bị can Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, Nguyễn Đức Phương, Thẩm định viên Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, có chức năng nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình định giá khu đất nói trên, các bị can đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh, Hà Nội và Vương Thị Thu Thủy, chuyên viên Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh, thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế, gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng một mét vuông. Việc này đã gây hậu quả làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Trong vụ án này, hai bị can bị truy tố bổ sung đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thẩm định chứng thư thẩm định giá của công ty tư vấn, không phát hiện các phiếu khảo sát được lập từ tháng 8 năm 2020 trước thời điểm được bốc thăm lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá tại thời điểm tháng 9 năm 2020. Hai bị can này chấp thuận các tài liệu trong chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội với giá là 17,6 triệu đồng một mét vuông, dẫn đến việc hội đồng định giá của thành phố xác định giá khởi điểm thấp hơn nhiều giá trị thực. Liên quan đến vụ án, cáo trạng xác định ông Vũ Xuân Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, biết các đơn vị ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá với Sở Tài nguyên Môi trường có trích lại 35% giá trị hợp đồng cho Chi cục Quản lý Đất đai. Tuy nhiên, ông Tùng đã không chấn chỉnh, ngăn chặn mà đồng ý cho cán bộ nhận số tiền trên để dùng vào mục đích chung của chi cục. Kết quả điều tra cho thấy không có tài liệu chứng cứ chứng minh việc ông Vũ Xuân Tùng chỉ đạo các nhân viên yêu cầu các đơn vị tư vấn thẩm định giá phải trích lại 35%. Đồng thời không có tài liệu chứng cứ xác định việc ông Tùng bàn bạc thống nhất với công ty thẩm định giá và cá nhân đơn vị khác hạ thấp giá trị lô đất trên. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với ông Tùng. Căn cứ trên chứng thư thẩm định của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, dự thảo tờ trình của Chi cục Quản lý Đất đai, ông Lê Tuấn Định, khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội, đã ký tờ trình gửi Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể của thành phố về phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đấu giá Đông Nam, xã Tiên Dương, trong đó xác định đơn giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 17,6 triệu đồng một mét vuông. Quá trình kiểm tra không có căn cứ xác định ông Lê Tuấn Định được đơn vị tư vấn hay các cá nhân tham gia đấu giá nhờ tạo điều kiện hạ giá khởi điểm, không biết phiếu khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội bị lập khống nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý ông Định trong vụ án này. Trang web du lịch trực tuyến booking.com vừa có những thống kê về 10 điểm đến thân thiện bậc nhất Việt Nam. Hội An đứng đầu danh sách, kế đến là Phong Nha và Ninh Bình.
Danh sách này khá đa dạng, từ các bãi biển tuyệt đẹp đến chốn núi non thanh bình, xứng đáng là lựa chọn nên được thêm vào danh sách các địa phương đáng trải nghiệm trong năm 2024. Theo Booking.com, việc đưa ra danh sách những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024 nhằm giúp du khách có được trải nghiệm du lịch đáng nhớ. Du khách có thể khám phá cảnh quan và cảm nhận sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách tuyệt vời mà những điểm đến này mang lại. Đứng đầu danh sách điểm đến thân thiện là Hội An, tiếp theo là Phong Nha, Quảng Bình, Ninh Bình, Cao Bằng, Phú Quốc, Hà Giang, Hạ Long, Đà Lạt, tiếp đến là Tuy Hòa và Nha Trang. Dựa trên tỷ lệ các cơ sở lưu trú nhận giải thưởng Traveler Review Award 2024, danh sách những điểm đến thân thiện nhất thế giới giới thiệu một loạt các điểm đến đa dạng từ khắp nơi trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, du khách có xu hướng tìm kiếm những loại hình lưu trú khác thay thế cho mô hình khách sạn truyền thống. Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện qua việc 4 trong 5 loại hình lưu trú được trao giải nhiều nhất năm 2024 cho loại hình lưu trú độc đáo. Trong khi khách sạn vẫn là loại hình lưu trú được trao giải nhiều nhất năm 2024 với 4.671 đối tác được chứng nhận, theo sau lần lượt là mô hình căn hộ cho thuê 2.199 đối tác, homestay 1.468 đối tác, apart hotels căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 510 đối tác và cuối cùng là nhà nghỉ 429 đối tác. Mức độ đa dạng và phổ biến của các lựa chọn lưu trú trong nhiều năm trở lại đây tại Việt Nam đã cho thấy du khách đang ngày càng đánh giá cao sự đa dạng về loại hình lưu trú cũng như lòng hiếu khách độc đáo mà các nhà cung cấp mang lại. Trên thế giới, mô hình căn hộ cho thuê tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về loại hình lưu trú, nhận được nhiều giải thưởng nhất năm thứ 7 liên tiếp, theo sau là biệt thự nghỉ dưỡng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp loại hình lưu trú cao cấp này vượt qua khách sạn truyền thống để giành lấy vị trí thứ 2. Theo ông Varun Trover, giám đốc quốc gia Booking.com Việt Nam, giải thưởng Traveler Review Award 2024 là cách tôn vinh các đối tác đã nỗ lực hết mình để tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng, cũng như ghi nhận vai trò quan trọng của họ trong sứ mệnh giúp mọi người trải nghiệm thế giới dễ dàng hơn. Traveler Review Award 2024 là giải thưởng ghi nhận nỗ lực cung cấp các dịch vụ xuất sắc cùng cung cách phục vụ chu đáo của 1,48 triệu đối tác du lịch trải dài 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 11.360 cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 500 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành, gọi tắt là Công ty Đô Thành, có trụ sở tại đường Nguyễn Tư, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, liên quan vi phạm trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Công ty Đô Thành là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ iTower Quy Nhơn, có địa chỉ tại đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, với ba mặt tiền đường Lê Duẩn, Vũ Bảo và Nguyễn Tư. Theo quyết định xử phạt, công ty Đô Thành có hành vi vi phạm thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định. Cụ thể, công ty này đã thu tiền một hợp đồng lần đầu vượt quá 30% giá trị hợp đồng và thu tiền vượt 70% giá trị hợp đồng đối với 16 hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng. Vi phạm này được quy định tại điểm D khoản 3 điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Bên cạnh xử phạt, công ty Đô Thành còn bị buộc khắc phục hậu quả thu tiền bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ dự án hoặc phải hoàn trả lại bên mua phần giá trị hợp đồng thu vượt theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Được biết, dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Căn hộ iTower Quy Nhơn có tổng vốn 1.991 tỷ đồng, tổng diện tích 10.748 m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 49,36% trên 5.300 m2, quy mô xây dựng 2 tầng hầm, block A 36 tầng, block B 41 tầng. Giữa tháng 3 năm 2021, công ty Đô Thành bị thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, bị tạm dừng thi công 60 ngày về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ iTower Quy Nhơn không có giấy phép xây dựng. Dự án cũng từng dính nhiều lùm xùm về mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Đầu năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh từng phát cảnh báo về dự án trên khi chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Trưa 22 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ sự thật vụ nữ sinh năm 2010 được gia đình trình báo mất tích.
Trước đó ngày 21 tháng 2 trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đăng thông tin, ngày 15 tháng 2 cháu TR 14 tuổi trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đi xe khách từ quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà, nhưng đến nay gia đình không liên lạc được. Tiếp nhận thông tin, công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự mời gia đình của TR đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Chiều ngày 21 tháng 2, trong lúc đang làm việc với cơ quan chức năng, thì điện thoại của bà Đinh Thị Toan, sinh 1982, quê tỉnh Thái Bình, là mẹ đẻ của cháu TR, nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ. Trước thông tin này, công an quận Hà Đông đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp phòng cảnh sát hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh làm rõ vụ việc. Đến 22 giờ ngày 21 tháng 2, công an quận Hà Đông và phòng cảnh sát hình sự đã tìm thấy TR đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. TR tường trình đã bỏ học sống với mẹ và em cùng mẹ khác cha ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Quá trình tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định, vào ngày 7 tháng 2, bà Toan chở TR ra bến xe nước ngầm Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sau đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, TR đi xe khách một mình để về lại nhà mẹ. Khi đến bến xe Giáp Bát, TR không về nhà, không liên lạc gia đình mà tự ý đến nhà một bạn gái quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tiếp đó đến ở cùng bạn tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do không có tiền nên TR bán chiếc điện thoại được 500.000 đồng để chi tiêu cùng bạn.